Rồi cả nhà ơi, Thành Công lại tiếp tục công việc của mình là thăm bầy gắn nha cả nhà. Thành Công chào cả nhà nghe. Hôm nay Thành Công vẫn đi thăm tiếp cả nhà. Kệ được nhiêu ăn nhiêu cả nhà. Thành Công có lúa, cái túi lưới không cả nhà. Chỉ có mười mấy con chuột, bốn cái bể phụ cả nhà. Hôm nay thăm cái lùng bảy 40 cái chúng đi rồi nữa cả nhà. Thì cũng đi thăm với bảy nha cả nhà. Thành Công luôn chúc cả nhà luôn có sức khỏe và cùng nhau có động lực để thúc đẩy Covid-19 đi xa nha cả nhà. Hôm nay Thành Công không có nói vòng vo nữa cả nhà, tâm trạng cũng không được vui cho mấy, giờ dịch nó phong tỏa từ lưa tà la chứ mua bán khó khăn quá cả nhà. Thành Công cùng đi với Thành Công coi tìm những con rắn khủng coi sao hấp dẫn cả nhà. Đi nghe cả nhà. Rồi cả nhà ơi, vừa tới điểm luôn cả nhà ơi. Đây Thành Công có một cái đầu tiên cả nhà ơi. Phát quá trời phát cái rỗng chứ. Được rồi, mấy cái này dính đi ha. Chết chuột cái gì. Giống giống áo chuột luôn. Trời ơi trời. Cái gì? Không ngựa mini. Khai trương gì trời. Con mini khai trương nó luôn cả nhà. Cái con đầu tiên con bắt nó ngồi thả, con gắn thả luôn cả nhà. Ỉa cứt luôn. Trời đất ơi trời gắn. Dính gì làm nấy à. Cái này dịch bệnh rồi cả nhà. Tha. Không có tha nữa. Vì nhà khô xả rồi ăn. Đâu có. Trời trời cái này nè anh bay. Kiếm gì bẻ vô. Cái móng tay anh đè vô anh bay. Cái ba tay ấy. Được chân à, để ngồi nó ăn tay mình. Ok. Đầu tiên khai trương con mini nha cả nhà. Mini mà mini hú ngựa. Dạ. Tạng tịnh phù dầu hiếp. Rồi trời dính cũng thấy ham hết cỏ. Mina mà cũng chết thì mini. Cũng 300g cả nhà. Con đầu tiên cũng không được nha cả nhà. Thành Công ấp máy cả nhà, thăm tiếp cả nhà, nắng quá. Thành Công con cái nâng cả nhà. Cái này kỳ rồi anh bảy, nó ngon lắm mà dính gắn lãi nè cả nhà. Mâm má đen. Nắng quá. Bá lửa luôn. Hả? Nghỉ. Bự quá không? Thấy cái lưng. Chưa ăn chuột luôn, mới ép thì chết luôn. Chết luôn hả? Ừ. Chuột còn chưa xanh luôn. Trời ơi. Cái này nhức luôn chứ gì vậy mấy. Có cỏ là không sao, bắt đâu mà đi. Chuột chết luôn. Nhức luôn anh. Nhức không? Nhức. Nhức luôn cả nhà. Bù lại chứ. Tối nắng không thấy được. Thúi dữ trời. Đè xuống, đè xuống. Hơi ít. Thấy ba mùa này biết mà Covid nó không dám tấn công luôn. À gì hết ra. Hai ba phân không ra. Cái gì bự bự lắm rồi. Ô 700 thủ rồi. Biết gì. Trời ơi mới ép chuột ra máu luôn nè. Chưa ăn nữa nè. Lấy mới vô. Đi. À cho mới ra máu luôn nè. Rồi quá cả nhà. Cái này 650 vậy. Ôi hai con luôn nè. Trời ơi hai con hồi cái thúi ông nội luôn. Không bỏ lại vô đi nha. Để hồn tan lại. Ăn
nè, chi thúi cả nhà luôn nè, con này chết luôn cả nhà. Vô con chuột nó hả? Thành công ấp mái cả nhà, con ta rồi. Đây thành công con cái nha cả nhà. 40 cái này bữa nay nghi thắt quá cả nhà. Con chuột cả nhà. Hết ngon gì không biết. Này nắng lại ngon quá kỳ ta. Thành công ấp mái cả nhà. Đây thành công con cái này nghe nha. Bà con nhất cả trời. Được mấy con nhất với con hổ ngựa cả nhà. Rồi, xong luôn. Thành dính luôn nha cả nhà. Thành công ấp mái cả nhà. Đây thành công con cái nghe nha. Thành công còn đây đặng chừng 5-6 cái 70 cái. Cái lợi cả nhà. Cái kinh. Đi. Quá trời chú vừa. Hết hồng mini luôn. Hồng mini cả nhà. Trời ơi, cái gì trời, nhìn phèo một chút. Nhìn đi cả nhà. Để có đỡ không. Có con này con chết. Con không nhiều. Hai chắc đủ kho tương. Nó dính là mừng cái nhà. Biết đâu nó 7 còn một thì cái cũng phải tự tin. Đi cũng trọng quá nó nhìn đấy. Rồi nó chuột rồi nghe. 7 cái nó hay gì hết rồi. Mình không ấp máy nữa cái nhà. Thành công con cái này nha. Này dính nó ní ní nhỏ nhỏ trời kỳ cục. Còn chuột luôn. Rồi xong còn chuột luôn cái nha. Không dính luôn cái nha. Kỳ thiệt chứ. Thành công con cái này cái nha. Còn mấy cái này cái nha, 2-3 cái nè. Dắt nó cắn mình không chết luôn cái nhà. Máu mẹ tùm lum cái nhà. Bảy nó dính được con mini nữa cái nhà. Bờ này không có gắn bự cho ta. Bờ này nát mẹ. Ôi nó ấu chuột luôn. Gớm cái nhà. Ngồi cái nhà. Cái vớt con gì nó cũng sống được. Lúc này đặt bữa nay 40 cái này chứ vì rồi 45 kg dính được hết gắn mẹ này mới mấy nữa. Trời ơi cái này nhỏ này nè cả nhà gốm đi bộ bự không cả nhà sao không có gắn bự bờ ngô đấy em nữa. Chưa là chừng nào? Hết Covid. Nó đi cách ly rồi. Nó thì cách ly. Chứ cái ngoài gắn lên cái nhà. Còn áp máy cái nhà. Đành công con cái nữa nghe nha. Cái này còn 2 cái nữa xong rồi cái nhà. Nhìn bực. Ba gà nổ quá trời luôn. Dắt phải cắn thành công rồi không? Bước tới bước luôn cắn hô hô. Còn câu cái câu còn chuột này sao quen quá trời cả nhà. Không dính thì nó sao vậy? Không dính luôn cả nhà. Còn tuốt đồ bờ đắng 2 cái nữa, thành công lại đồ bờ đắng 2 cái đắng nữa. Xong cả nhà. Bà sầu riêng này nó dài thôi thôi. Nhưng sao bà sầu riêng sầu riêng. Bao la tình đời luôn. Nó có cỏ, đây mấy kinh. Đây vậy đắng. Đắng thăm ra đây. Đây là đó còn 2 cái nữa. Xong rồi cả nhà. Công tạm thời dừng máy cái đi đẳng thăm 2 cái đẳng cho rồi cả nhà. Quá trời sầu riêng. Cái nào cái này hết biết. Rồi đây thành công con cái luôn cả nhà ơi. Cái này cái nữa kết thúc cuộc chơi. Dạ. Yeah. Cái gì? Khui cái lợp này thấy con dính này. Ừ,
Bà con nhứt coi, dắt hai cắn. Kìa. Con ngựa hơi gì mà la trời. Nó này mà đẻ cứt gì vậy, khúng ra ngoài luôn. Trời. Gắn mẻ ra dính cây cái này. Nó nhứt nữa trời. Không được cái nhà, dắt được con gì nữa. 400g. Khúng ra ngoài nó dính lắm rồi. Không được. Còn cái cuối cùng vớt được con nữa. Con nhất, con nhì, hai con ba, con hổ ngựa ha. Con hổ đủ đủ. Giờ có hai nhì luôn rồi. Con có đó. Hai con ba. Ừ. Với đây con nhì. Đủ rồi. Vậy có ăn ngán. Thăm chiếc đủ hầm. Đẹp mũi chưa. Nhiều thì con tiền không ấy. Trời trời. Có 40 cái mà nhiều khi còn nó dính quá đất này. Cái mỏ mình lên trên này 40 cái 7 đâu muốn dính nhiều đâu, có dính nhiều hoài cả nhà. Gắn mà chứ đâu phải cá lương tép con tâm. Rồi con có bụng con chuột nè. Xíu thôi. Đã ghê hả. Gắn này hỏi ra chắc còn 350. Hai ký. Cả 2 ký hả cả nhà. Anh công ấp máy còn cái thăm tiếp cho cả nhà xem cho rồi luôn cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, mé này anh công còn cái cuối cùng luôn cả nhà ơi. Trời. Rồi cái cuối cùng đi đai luôn cả nhà ơi. Còn chuột luôn cả nhà. Còn công ấp máy cả nhà. Rồi cả nhà ơi. Công thăm thảy 40 cái này đã xong rồi cả nhà. Thành quả cứ gọi trúng quá trúng cả nhà. Cái này hơi thắt nha cả nhà. Thắt cũng được con nhất, con nhì mấy con ba. Chừng 2 kg rồi cả nhà ơi. Nói chung công cũng bao nhiêu cũng đi thăm chứ, bao nhiêu cũng chia sẻ lên cho cả nhà mình xem. Thành công quay clip là có nhiêu, quay nhiêu thành công có chừa gắn lại. Thì clip trước thành công cũng có con hổ hèo trà bá nện đó. Chứ mà con nhất gắn chết gì đủ thứ hết trơn. Chứ không phải mà gắn mà bỏ vô tầm bậy tầm bạn cả nhà. Thì mùa dịch này khó làm ăn lắm cả nhà ơi. Thành công cũng luôn chúc cả nhà luôn có một cái động lực và có sức khỏe để cùng nhau chống qua mùa dịch coi xem sao nha cả nhà. Thành công cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Thành quả thành công chỉ nhiêu thôi, thành công cũng phải về. Còn làm những chuyện khác nữa nha cả nhà. Anh Bảy đụng vô cây sầu riêng cả nhà. Chào cả nhà cái gì anh Bảy ơi. Cắp ra sầu riêng luôn nè. Anh Bảy đi đặt thêm cái nữa cả nhà. Thành công chào cả nhà nha, hẹn cả nhà ở những video tiếp theo nha cả nhà.